Anh hùng liệt sĩ công giáo Albert Phạm Ngọc Thảo, đích thân Tổng Bí thư Lê Duẩn đã giao nhiệm vụ cho Albert Phạm Ngọc Thảo ở lại miền Nam, đi sâu vào hàng ngũ cao cấp của chính quyền Sài Gòn nhằm xoay chuyển thời cuộc. Ông mang quân hàm đại tá của cả hai quân đội đối nghịch là Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sau cuộc đảo chính bất thành, liệt sĩ công giáo Phạm Ngọc Thảo bị bắt, tra tấn và sát hại vào ngày 17 tháng 7 năm 1965. Xe không kính không phải vì xe không có kính là một câu chuyện có thực, được kể lại từ hành động phi thường của anh hùng du xe Đỗ Văn Chiến. Du xe Đỗ Văn Chiến thuộc binh đoàn 559, người chiến sĩ trẻ nhiều lần liều mình cứu cả đoàn xe chở hàng thoát khỏi đạn bom của địch liên tục trong khoảng 1.000 ngày đêm trên chiến trường máu lửa. Liệt sĩ công giáo Phêrô Trần Văn Phương, vị anh hùng hải quân đã bảo vệ lá cờ Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng trên đá Gạc Ma năm 1988. Phêrô Trần Văn Phương đã quấn lá cờ Tổ quốc vào người khi chiến đấu với quân Trung Quốc. Anh nói rằng từ khoảnh khắc mà anh còn sống, lá cờ Tổ quốc Việt Nam sẽ không bao giờ chìm xuống dưới làn nước biển.